Em có một con đồng hồ Casio Edify kết nối Bluetooth nha, pin năng lượng. Nó rất là đẹp, size 4445 luôn. Đây cả nhà. Đó. Bao chính hãng luôn nha, nè, có biểu tượng Bluetooth nè. Mình tải cái app Casio rồi, mình kết nối thôi. Thì cái này em kết nối rồi, em chỉnh sẵn cho cả nhà rồi. Đó, nút này là nút mode nè. Nó có báo thức nha. Đó, cái kim này là kim tính vận tốc, nó đang chỉ đến phần báo thức nè, hai kim báo thức nè. Đó, rồi bấm cái nữa thì nó sẽ trở về, nó chỉ thứ, hôm nay là thứ năm nè, T thứ năm, F là thứ sáu, S là thứ bảy. Đó, rồi bấm cái nữa như là bấm giờ thể thao nha. Rồi bây giờ ví dụ tính vận tốc nè. Đó, tính vận tốc ví dụ 15 giây đi, coi nhiều ha. 10 giây đi. 10 giây 15 giây đi. Đó. 15 giây thì vận tốc sẽ là 235 230 km/h. Ok không? Ví dụ 20 giây nè. Vận tốc sẽ là 108 km/h, nó giả bộ vậy. Thì cả nhà cái này có thể nghiên cứu thêm nha, con này giá mới nó là chục nha cả nhà, chục triệu không nha, có loại mười mấy triệu luôn đó. Con này là pin năng lượng khỏe luôn nha, mặt hai lồng dạ quang sáng, có báo thức, có lịch vạn niên, có máy kim luôn, có kim nhỏ chỉ AM PM nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kim luôn. Rồi bây giờ ấn tiếp nè, mình reset đi. Đó, reset nè, trở về số 0 nè. Đây là chức năng bấm bấm giờ thể thao nha. Bấm cái thì nó chỉ báo thức. Đó. Thì kim nhỏ này nó sẽ quay nè, 1 giờ chiều, 1 giờ chiều, còn kim này đang báo on nè, mình có thể chỉnh thành off on đó. Rồi đó, dây thép đúc nha, mình có thể thích mình lên dây da, dây cao su gì đó thì tùy nha, còn rất là ok. Con này em bán chưa tới 3 triệu, ok chưa? À, đằng sau nè, pin năng lượng nha, bao chính hãng luôn, còn nguyên rin nè. Đó, các nút bấm nè, nút này để chỉnh kim rồi nè, còn không mình chỉnh bằng điện thoại nha. Đó, pin năng lượng touch solar nè, bluetooth nè, dùng app Casio nè. Kết nối tự chỉnh luôn, tự chỉnh báo thức bằng điện thoại luôn đó. Rồi em mời cả nhà nha.